nếu chúng ta là người Phật tử thuần thành, đến nhà kiếm không được thì vô chùa tịnh xá. Thì khi chết cũng vậy, nếu tôi sống là tôi là cầu bạc hút sách, thì chết tôi tìm nhà cầu bạc, tôi đầu thai vào đó. Tôi thích đó thì tôi đầu thai đó, kêu là cái thường nghiệp tôi giảng hồi nãy. Còn nếu tôi là người Phật tử thuần thành, tôi dạy gì mà tôi sanh vào nhà cầu bạc, tôi kiếm người đạo đức ở trong tịnh xá, tôi sanh vào đó. Nhưng mà nó có ngoại lệ nha. Và trường hợp như tôi nói nãy là vấn đề cần tử nghiệp đấy. Khi cái ác nghiệp nổi lên, có thể mình đầu thai vào nhà cầu bạc rượu chè. Thì vấn đề đầu thai, vấn đề luân hồi nó phức tạp lắm. Thành ra do đó mới có ban hội niệm, mới có pháp môn tịnh độ ra đời, để mới có người khai thị để cứu giúp cái dòng linh này phức tạp này có một đường giảng sanh nhất định. Thì chư Phật tử phải nghe pháp, phải hiểu rõ ràng và phải chuẩn bị cái hành lý ngay bây giờ và tại đây. Vì tôi nói là nói đừng có hẹn, tất cả những cái quá khứ không ăn thua gì hết, có thể cải sửa trong hiện tại. Tất cả cái tương lai không ăn nhầm gì hết, có thể tạo ngay trong hiện tại. Chỉ có hiện tại là thật thôi. Thành ra chư Phật tử đừng bao giờ nuối tiếc quá khứ, đừng bao giờ mơ mộng tương lai, mà phải sống như cái hiện tại. Thì hiện tại đó là cõi trời tứ thiền sắc giới, Đức Phật cũng chưa chấp nhận nữa. Phải sống như cái hiện tiền lạc trú, chứ không phải hiện tại lạc trú. Hiện tiền là gì? Là thấy tất cả những cái chu kỳ này là không có hình tướng. Mình còn thấy cái nhà này còn có kèo, cột, có vách, có sắt, có xi măng này kia. Tất cả cái đó chỉ là năng lực thôi, chỉ là điện tử thôi. Cũng như cái xác thân mình. Tiếng lưỡi rồi, tiếng lưỡi ở đây. Đó thì chư Phật tử phải hiểu cái đó. Cũng như cái xác thân mình cũng vậy, là do đất nước lửa gió tạo thành, mắt tai mũi lưỡi. Nhưng mà nhìn kỹ mắt tai mũi lưỡi không có, đất nước lửa gió cũng không có, đó chỉ là những cái điện tử thôi. Như khoa học bây giờ thấy đó. Cũng như nước, mình thấy nước. Thì các nhà khoa học thấy hai ô. Các nhà điện tử thấy oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Hydro là một điện tử âm, một điện tử dương, không có. Còn các nhà siêu điện tử nó bắn phá những cái điện tử nó biến mất. Nó thành cái năng lực. Năng lực. Tức là không có hình tướng nữa, chỉ có cái năng lực thôi. Rồi Đạo Phật kêu là thức. Còn Đạo Phật thì nói chưa phải năng lực đâu, cái đó là cảm giác. Một khoa học chưa tìm được cái đó, thấy nó biến mất thôi. Nhưng mà các cõi trời tu cao, người ta sẽ thấy cái năng lực của vật chất là có hình tướng, kêu đó là cảm giác. Rồi khi tu cao lên, nó bắn bỏ cái cảm giác nữa, thì nó biến thành tư tưởng. Thì các cõi trời dục giới, cái cảm giác đó không thấy được cái tư tưởng. Tới cõi trời sắc giới mới thấy tư tưởng có hình tướng. Họ mới thăng qua lên, tới ý chí nó nhỏ nhiệm, nó cao siêu hơn cái tư tưởng. Thành ra các ngài thấy ý chí là không có hình tướng. Nhưng Đạo Phật ý chí cũng vẫn có hình tướng. Đó là hư không vô biên. Thật ra hư không hữu biên. Thành ra chúng ta nhìn hư không, chúng ta tưởng nó bao la. Thật ra nó có giới hạn. Khi nào tới thức vô biên A-lại-da, đây mới là vô lượng vô biên. Nhưng mà A-lại-da nửa giọng nửa chân, nó còn trôi chảy. Khi nào nó đứng lặng hoàn toàn giống như nước, đứng lặng bất biến, đây mới thật là chân. Nhưng mà chân mà không ra tùy thượng giáo hóa chúng sanh, đó là cái nước chết. Nước thì phải bao gồm cả dòng nước, cả sống thiện, sống ác. Thì cái đó gọi là biển, tức là pháp thân thường trụ của Như Lai. Đến đây mới là chấm dứt. Vậy là tôi nói xong, tất cả các cảnh giới hiện tại chúng ta đang sống và sau khi chúng ta chết, có nghĩa là sống sao thì chết vậy. Thành ra chúng ta đừng mơ mộng tương lai, đừng nuối tiếc quá khứ, mà phải sống với hiện tại. Và từ hiện tại chúng ta chuyển qua cái hiện tiền lạc trú, tức là nhận thấy cái bất tử, nhận thấy tất cả pháp giới này đều chỉ là một cái vùng hào quang, chỉ là một cái năng lực bao trùm thôi. Đó là hiện tiền lạc trú của nhập lưu nhất dẫn lai bất lai, nhất là A-la-hán. Và từ hiện tiền lạc trú tới qua, chúng ta mới qua hiện pháp lạc trú. Thế là tùy thận trở lại, được cái nước rồi bất biến, đứng lặng bất biến là trở lại tùy thận với dòng nước. Dòng nước thì đứng lặng mà chuyển biến, chân dẫn hòa. Rồi tùy thận với sống thiện, sống ác. Để được cái biển, đó là thế giới trùng trùng duyên khởi, sự sự vô ngại pháp giới của Như Lai. Đến đây mới là xong. Như vậy chúng ta qua phần thứ tư, cách thức tu tập như thế nào.
để được đầu thai theo ý muốn. Còn chấm dứt đầu thai, tùy thuận đầu thai, hạn khi khác.